Ngay đằng kia là con đường dẫn đến cảng Saleh, trạm dừng chân cuối cùng trước khi đến Anh của người nhập cư. Đó là lý do trại tị nạn nằm ngay ở dưới chân cầu này. Còn đây là dãy nhà vệ sinh, đơn giản và đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất. Cơ sở hạ tầng tối thiểu cũng mới được dựng lên cách đây vài tuần. Còn đây là nơi mọi người lấy nước và rửa tay chân. Ở trung tâm của trại tị nạn, có khoảng 12 cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng được thiết kế rất tạm thời. Nơi sinh sống dường như cũng là nơi xả rác. Có thể thấy rác đang ngập tràn khắp mọi nơi, không thùng rác, không chỗ xử lý rác thải. Điều kiện sống thực sự rất ngặt nghèo. Căn lều nhỏ đằng kia mới được dựng lên cách đây khoảng 5 tuần. Đó là một trạm y tế, có 2 bác sĩ và thực tập sinh. Mỗi ngày trung bình khoảng 60 người đến đây thăm khám. Các bệnh nhân thường mắc phải những thương tật trên hành trình vượt mọi chướng ngại vật để vượt biên đến Anh, dẫn đến bị gãy chân, bị thương ở đầu hay ở tay. Nhưng ở trại tị nạn cũng bắt đầu xuất hiện những bệnh ngoài da như mụn nước, nhiễm trùng, ngứa. Đây là kết quả của việc điều kiện sống quá thấp. Còn đây là một nhà thờ Cơ Đốc giáo, với kiến trúc cũng rất đặc biệt. Phần lớn vật liệu là do các tình nguyện viên tặng, chủ yếu đến từ cộng đồng Cơ Đốc giáo. Hàng ngày có hàng trăm người đến đây để cầu nguyện. Căn nhà nhỏ này đang ngày càng trở nên quen thuộc với mọi người hơn. Đó thực ra là một lớp học với chương trình chủ yếu là giảng dạy tiếng Pháp. Người nhập cư càng ngày càng hiểu ra rằng đường đến Anh không hề dễ dàng vì an ninh ngày càng được thắt chặt hơn. Rất nhiều người di cư đã quyết định rằng việc khôn ngoan nên làm lúc này đó là tìm một chỗ đứng ở trên đất Pháp. Vì vậy, điều đầu tiên là phải học tiếng Pháp. Khu vực này là của người Sudan, rất nhiều lều bạt, nhưng cũng rất tạm bợ, bởi thực sự họ không biết mình sẽ ở đây bao lâu.